xưởng gỗ Mộc Lâm Huy xin chào. Rất vui được gặp lại các bạn trong video lần này. Hiện tại thì Huy đang có mặt tại phía bên ngoài khu vực xưởng sơn của mình. Tại đây thì bên mình đang có rất nhiều các cái sản phẩm đang chuẩn bị chuyển vào trong xưởng sơn để sơn và bàn giao cho các khách hàng. Và ở đây thì Huy có chuyển qua một loạt sản phẩm của Anh Quân ở Dĩ An, Bình Dương. Thì hôm nay Huy muốn quay một cái clip riêng để giới thiệu cho tất cả các bạn về bộ sản phẩm này của Anh Quân, cũng như là báo giá cụ thể cho các bạn về các cái sản phẩm này, và cũng là để cho anh Quân anh có thể xem được cái sản phẩm của mình. Vâng, đầu tiên thì Huy muốn giới thiệu các bạn, đây là một chiếc tủ thờ với chất liệu là gỗ gõ đỏ tự nhiên 100%. Tủ thờ gỗ gõ đỏ và 9 tấm chám bằng gỗ gõ lào. Vâng, đây là một cái sản phẩm phải nói là trong thời gian vừa qua, Mộc Lâm Huy chúng tôi nhận được rất nhiều những cái lời khen từ khách hàng. Vâng, với chất liệu là gỗ gõ đỏ tự nhiên 100%, là một cái loại gỗ rất là quý hiếm, làm trong cái nhóm gỗ là nhóm 1. Trong khi đó lại thêm 9 tấm chám. Đây, 9 tấm chám đặc biệt là với gõ đỏ lào, là một trong những dòng gõ đỏ nó đắt nhất trong thời điểm hiện tại. Thì ở đây là một chiếc tủ thờ có giá là 24 triệu tại Mộc Lâm Huy. Vâng, chiếc tủ thờ rất là đẹp, rất là đẳng cấp, với kích thước cụ thể như sau. Chiều dài là 1m74, chiều cao là 1m53, và chiều sâu từ tường ra là 74. Và với thiết kế là kiểu bụng phệ các bạn nhé. Thiết kế kiểu bụng phệ đó là nó sẽ có đường bo cong rất là lớn ở giữa. Và tất nhiên rồi, như Huy có giới thiệu với các bạn là gõ đỏ 100%. Trên dưới trong ngoài, tất cả cánh kiếc hết bên trong, các bạn thoải mái theo dõi. Đó. Rất là tuyệt vời. Sẽ rất có ít người khi bán hàng cho các bạn có thể quay cho các bạn được tất cả những cái phần bên trong cũng như phần bên dưới. Ở đây thì 9 tấm chám gỗ gõ đỏ lào 100% luôn, nguyên thô nguyên mộc. Đây các bạn hoàn toàn có thể nhìn thấy vết tom gỗ rất là đẹp đây. Đó, và đây vì đã có một cái clip riêng về cái tủ thờ này rồi, và nếu như các bạn có muốn coi, các bạn cứ lùi lại vài cái video là các bạn thấy ngay. Ở đây thì các cái vân là mình xếp đối xứng với nhau cho nên là rất là đẹp, rất là chi tiết nhé. Và hai dàn cột thì là hai cột ngoài, là bên mình đục cột bông mai. Đó, mình đục bông mai, đục tay hoàn toàn luôn. Và ở giữa thì làm cột rồng. Và quá đẹp. Tiếp theo là sản phẩm mà bên Mộc Lâm Huy muốn giới thiệu với các bạn, đó là một cặp tủ áo. Đây là một cặp tủ áo phải dùng đến từ là siêu phẩm. Tại vì không dễ gì mà chúng tôi có thể lựa được một cái bộ vân gỗ nó như thế này. Từ trước tới giờ, Mộc Lâm Huy chúng tôi làm rất nhiều tủ áo gỗ gõ đỏ, nhưng mà ở cái kiểu vân như vậy thì mới chỉ ra được đến hai cái tủ này, nữa là ba cái thôi. Mới chỉ ra được có ba cái. Tại vì cái độ vân này được gọi độ vân lưu, cực kỳ quý hiếm các bạn nhé. Và nó là cực kỳ quý hiếm. Thì ở trong lô lần trước bên mình có ra được hai cái 2m, thì cũng có một cái là khách hàng ở Dĩ An Bình Dương lấy rồi. Đây lại gần một chút cho các bạn coi độ vân này. Độ vân nó phải nói là lên tới tầm đẳng cấp các bạn nhé, không thể các bạn tìm được ở đâu cả. Và tất nhiên rồi thì bên mình luôn luôn là xếp những cái vân này nó đều lại với nhau. Đó, tạo lên những cái tủ, một cái tủ phải nói là không thể đẹp hơn được nữa. Kích thước tủ thì như sau, chiều rộng là 1m8, chiều cao là 2m2, và chiều sâu từ trong tường ra là 60. Và ở đây thì được gọi là kiểu tủ áo nữ hoàng các bạn nhé, với dàn chi tiết CNC ở phía trên rất là đẹp. Ở bên dưới thì là hộc kéo, hai hộc kéo thì ở đây chúng tôi cũng độc chạm CNC luôn. Và cái phần móc ra thì chúng tôi có móc âm lại, chúng ta cứ nhét vô là chúng ta kéo ra kéo vô được nhẹ nhàng. Đó, rất là dễ.
Đó, rất là nhẹ nhàng các bạn nhé. Đây thì chúng ta có thể theo dõi cái độ vân của gỗ, thì chúng ta quay vân trước sau. Đây là vân mặt trước các bạn này. Đó, khi các bạn đi coi hàng thì các bạn hãy để ý là vân mặt trước và vân mặt sau nó đều với nhau, nó đối xứng với nhau. Đó, nó đối xứng với nhau, nó mới là vân thật các bạn nhé. Còn nếu như ở mộc Lam Huy ấy, thì bên mình để mộc như vậy, các bạn tới các bạn cứ dùng máy chè, các bạn chè thoải mái, dùng đục rồi là dùng bào, các bạn bào thoải mái. Đó, với uy tín của mộc Lam Huy thì chúng tôi luôn luôn là để các cái sản phẩm này nó thô hoàn toàn và mộc hoàn toàn để cho các bạn tới các bạn lựa. Đó, kiểm tra đúng hàng, đúng chất lượng thì sơn. Đây, bên hậu, bên trong, đằng sau tất cả đều là gỗ đỏ hết các bạn nhé. Vâng, thì mộc Lam Huy xin được báo giá cụ thể với các bạn luôn. Đây là sản phẩm có giá là 24 triệu tại mộc Lam Huy. Về cái độ vân này thì phải nói là chỉ có những khách hàng gọi là hữu duyên thì chúng ta sở hữu được. Còn tất nhiên rồi, tiêu chuẩn của chúng tôi vẫn là vân núi bình thường, vân núi rất là đẹp, rất là đều, xếp bốn cánh hoặc là vân loang đen. Còn ở đây là vân lưu, là một trong những loại vân phải nói là cực kỳ quý hiếm. Thế là vậy nên là các bạn, chúng tôi không phải, chúng tôi nhận trước các bạn nhé. Các bạn có gọi cho mộc Lam Huy đặt những cái tủ như vậy thì chúng tôi cũng không có dám nhận trước các bạn. Đó, còn nếu như các bạn nhiệt tình, có thời gian chờ, các bạn chờ được thì chúng tôi nhận. Đó, còn thời gian chờ thì sẽ chờ trong tầm từ 1 tới 2 tháng các bạn nhé. Đó, và hên thì chúng tôi cưa được cây, còn nếu như mà nó chậm trễ thì chúng tôi sẽ lùi lại vài tuần. Đó, nhưng mà quan trọng mà chúng ta chơi được những bộ vân như vậy thì phải nói là không thể kiếm được ở đâu nữa rồi. Vâng, tiếp theo thì mộc Lam Huy xin được giới thiệu các bạn đơn hàng của anh Quân. Tiếp theo là có một bộ bàn ăn. Đây là mẫu bàn ăn hình vuông 8 ghế với chất liệu là gỗ gõ đỏ luôn. Nhưng mà đặc điểm của anh thì ở cái bộ bàn ăn này, đó chính là cái mặt này dày 3 phân và liền hết, rất là quý các bạn nhé. Đây, tấm mặt bàn rất là quý giá. Ở viền thì có đục hoa lá tây, hoa lá tây. Nhưng mà cái vần hoa lá tây này tôi nói các bạn, nó còn cao cấp hơn nữa. Đó là nó được đục thủ công 100%. Và cái dàn dẹo, dẹo tai bèo này cũng vậy, đục thủ công 100% luôn, không hề đục máy nhé. Dàn chân cũng vậy, ở đây dàn chân trụ 24, trụ 24 đặc nguyên khối. Ở đây chúng tôi cũng đục tay luôn, rất là đẹp, chỉ có cái lèo giữa đục máy CNC. Cái tấm mặt bàn này thì là tấm mặt vân loang đen, như các bạn thấy rồi. Đây là một bộ mặt vân loang đen, có kích thước cụ thể như sau. Độ rộng là 93 và chiều dài là 1m93. Rất tuyệt vời. Tiếp theo, với cái độ đẹp của cái bộ ghế này thì chúng tôi đi theo hàng ghế lớn, ghế lớn và tựa hoa lá tây bông hồng. Và đặc biệt nữa là ở đây anh có một cái dàn mặt ghế lưu hoàn toàn luôn, cả 8 cái ghế đều là bông vân rất đẹp. Đây, sang đến 4 ghế bên cạnh này nữa các bạn. Đây, toàn bộ đều là dàn vân, phải nói là các bạn cứ nhìn mộc thôi là có thể đoán được rồi. Đó, tất nhiên thì trong quá trình chúng tôi quay mộc thì sẽ không thể nào mà nó sẽ hiển thị hết được cái độ đẹp của sản phẩm. Thế nhưng với cái uy tín của mộc Lam Huy thì như các bạn đã biết quá rõ rồi, khách hàng từ tận miền Tây đổ về mộc Lam Huy, khách hàng cũng từ cao nguyên cũng đổ về mộc Lam Huy để được chứng kiến các sản phẩm mộc và lựa chọn. Vậy nên thì ở mộc Lam Huy chúng tôi luôn luôn là để các cái sản phẩm mộc để bán cho các bạn, sẽ giúp cho khách hàng chúng ta kiểm tra được gỗ đúng chất lượng trước khi sơn. Đó, và tất nhiên rồi, trong cái quá trình đó thì các bạn còn hoàn toàn được lưu lại sản phẩm để đảm bảo gỗ nó thật là khô, thật là đảm bảo. Chứ còn nhiều khi sơn lên sẵn không cơ kiểm soát được cái độ ẩm của gỗ thì cũng rất là khó cho chúng ta khi về nhà sử dụng, chẳng may có tình huống cong vênh hay là lứt xé. Vâng, mộc Lam Huy xin được báo giá cụ thể với các bạn như sau. Thì cái bộ bàn ăn này
thì được tính với giá là của một bộ bàn ăn thông thường như Mộc Lam Huy, một bộ bàn ăn thông thường 8 ghế là 23 triệu. Nhưng ở đây là một bộ mặt liền. Các bạn nhé, đây là một bộ mặt liền. Cho nên đây là một bộ có giá là 40 triệu tại Mộc Lam Huy. Các bạn có thể đặt trước tại đây. Vâng, những cái bộ mặt liền 3 phân như vậy thì không phải lúc nào cũng có. Tất nhiên rồi, không phải lúc nào cũng có. Mà nếu như có thì chỉ có mặt vuông và mặt oval, chứ không có mặt bánh tây. Đó là điều chúng tôi báo với các bạn luôn. Và tất nhiên rồi, cái mặt này thì cũng tùy vào độ vân nữa. Tùy vào độ vân để chúng ta tính được cái dàn mặt này. Nhưng chúng tôi báo giá các bạn sơ qua thì đây sẽ là một bộ 40 triệu tại Mộc Lam Huy. Vâng, một lần nữa thì đây là cái clip mà chúng tôi quay vào lúc 5 giờ chiều của ngày 19 tháng 11 năm 2019. Xin được cảm ơn anh Quân rất là nhiều. Và cảm ơn tất cả các bạn khán thính giả gần xa đã luôn quan tâm và ủng hộ cho kênh của Mộc Lam Huy, cũng như là các bạn đã dành sự tin tưởng cho xưởng Mộc Lam Huy. Một lần nữa thì nếu như các bạn muốn theo dõi những sản phẩm mới cũng như những video mới của Mộc Lam Huy thì các bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh màu đỏ. Các bạn sẽ nhận được những thông báo về những cái video mới nhất mà chúng tôi sẽ phát hành. Vâng, một lần nữa thì Mộc Lam Huy xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip lần sau.